Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư khoảng 27,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Dự án bãi đỗ xe sử dụng kết cấu thép lắp ghép gồm 2 block, 7 khoang, 6 tầng với 74 vị trí đỗ xe vận hành theo hệ thống xếp hình, áp dụng cho các loại xe con từ dưới 7 chỗ ngồi. Trước đó, bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh đã được đầu tư thí điểm ở giai đoạn 1 với năng lực đậu đỗ xe trong hệ thống đỗ xe là 50 chỗ.